Nói cái gì? Nó nói Đó gì biết à? Có ngay mà. Tôi là Nguyễn nói. Việt ông ơi, ở nó nãy giờ nó nghi là khè anh bắt rồi, nó là gì ông này nói xấu Việt Nam Cộng Hòa, tôi quay thằng mặt tôi thủ tiêu. Qua đây cái con cạc ta nè, nó chấp luôn. Ủa má, mày có cần cho địa chỉ nó cho luôn này. Bởi vậy nãy nói chung là nghi nghi là ông này ông càng khè Đâu có cần phải cà ấy. Ý nói đây là cái anh, cái nick của anh Nguyễn Việt, đang ở bên Thụy Điển á. ờ À, là ông đi cái nick khác, ông vào ông cầm mình, ông cà khè anh thì à, ông nói nhiều khi mà cầm mình, cầm mình mà nhưng mà không hiểu ta căn cứ tại đó tao em luôn à. nói nó ở Thụy Điển á, nếu mà nó đi với cái vùng Halmstad cùng rất là bôi, nó À, đi hỏi hỏi trên Bắc ở Đan Mạch nhiều người biết lắm, nhiều nhiều thử người nhất biết lắm, xuống hả? ừ, chứ không phải Chắc là là vua thử duy nhất ấy rồi. bảo là hăm dọa sang khử đâu. Anh ở Đan Mạch thì đố má nhiều người biết anh, ở Thụy Điển nhiều người biết anh lắm, mấy em cứ Nhìn dấu cứ chân là biết đủ. rồi, nhìn dấu chân anh đi kiểu đó là người ta hiểu rồi, nhìn Ừ, dấu chân cho mà cứ nên tưởng là đinh mấy em đinh ở đan cứ Thụy tưởng Điển đấy đinh là gắn vào đi bánh xe không. em muốn đi ở trên Thụy Điển, em mới đi, đi muốn đi đường Man mới là em đi sang cũng được này, rồi em muốn đi đường rất là bôi cũng được này, đó rất là bôi đó em đi phà sang, nếu cần thiết thì anh đón. Tiêu ông Nguyễn Việt rồi. Anh đón em đi vùng rất là bôi, em hỏi là có thằng nào ở bên đó đó mà cái tuổi chừng 50 trở lên, nó bảo có biết anh Bắc không, thì tụi nó sẽ kể cho các em nghe ha. Anh Bắc được cái Ơ, Bắc chú Bắc là rồi bôi ông chưa, chú ơi, cho hỏi tí, ý là ở bên đấy nó có món thịt chó không chú? à chú ở bên này thì nó không có rồi, nhưng mà hồi xưa chú có nói với Thơ Quang hồi xưa là nó còn dễ dãi, nó chưa cấm thì cứ mỗi năm mà có lần dịp về chơi thì chú làm một hai hũ một hai ký thịt chó xào lăn đem sang với thằng bạn nhậu thôi, chứ còn bên này mà bảo là bắt chó mà làm thịt nó bắt được thì cơ bộ hơi đi tù hơi mệt ạ. Thèm Cái thèm này á thì chịu khó mua vé về Việt Nam. cái món nó này đặc sản thế mà lại ở bên đấy lại không có À không, tại vì chó bên này bây giờ có cho ăn cũng không ăn, tại vì thường thường chó ta nuôi nhà mà chó này ăn thì mẹ nhìn thấy chán lắm, à. Nhưng tại mà vì cái chó bên đấy là cái chó nuôi làm cảnh chứ còn ăn uống gì đúng nhỉ? rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi đúng rồi Cái thịt nó chắc không ngon nhỉ? nó nhẹ nhõng nhẹ nhõng nhẹt cơ mà mẹ ba cái À, con thỏ con thiếp mà thỏ mà mình đi săn ngoài rừng đó, nó cũng khác, mà thỏ mà mình nuôi ăn nó cũng khác, nó nhão lắm, cho nên là hồi đó chú sang đây ăn thỏ có một lần xong rồi không ăn nữa. Ừ thì nhưng ăn mà tại có vì thịt chó làm sẵn không anh? Thịt không chó làm sẵn không ví không dụ như không đóng không hộp đúng gì gửi qua. ừ. Cái này là chỉ có ở Việt Nam mà, ví dụ nó về chơi đem lậu qua được thì ăn thôi, chứ còn nếu mà bảo À, là ừ chứ còn bảo đóng em sẵn nói ví dụ vậy đi, ví dụ như em hàng chung á làm cho anh một một cái nồi thịt chó đúng không, được mực gì đó đóng gói lại đàng hoàng, nhưng mà để trong đó là ghi rằng là thịt nai hay là thịt à không thịt không không bò không gì tại vì đó bây giờ đó gửi qua cho anh được là không? coi là tất cả những cái thứ gì mà liên quan đến thịt là không cho không cho Không cho nhập không không cho nhập. Đại à? khái như là ba cái bánh này bánh kia, ví dụ như là hồi xưa cũng vậy đó, rồi bây giờ đây là đa số người ta làm bánh chưng bánh tét đến mùa này người ta bán ở trong nước mà thôi, chứ còn mà bảo là Việt Nam mà đem sang thì may mà nó không xét thì thoát, còn nếu mà Nếu mà không không có thịt chó khả năng nó cũng chả có cái gì món riềng mẻ với mắm tôm cái thứ đâu chú à không không nhỉ? có thì cái đó để có, tại vì cái đó Có là mình tự làm hoặc là mình có mắm tôm nó trước, tại vì mình nấu chả cày mà, lấy giò heo thui lên xong rồi nấu chả Thế cày đút rượu nếu rồi mà nấu chả cây mà muốn ăn cho nó ngon ngon thì có sả có rau mơ gì không chú? có À, vẫn tất có cả các luôn. rau cỏ đều có, À, riềng rồi. mẻ mắm tôm các cái đều có hết, nhưng mà có đặc biệt là mẻ thì hơi khó nuôi đấy, thế nhưng mà người ta lại có cách để nó chế ra, ví dụ như là cái cơm ấy, người ta làm nhão nhão xong rồi người ta bỏ chút xíu giấm vào máy vô, người ta nấu lên những mẻ 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 Chua mùi chua chua à? thế thôi, chứ còn ví dụ bảo là nhưng mà cũng có thằng nó nuôi được mẻ, chú nuôi thử mấy lần nó không được, tại nó lạnh quá nó chết. Rồi, Là cái mẹ món mẹ gì em nghe mà nó cái cũng món khó lắm. nhưng mà riêng nhất cái rau cỏ thì nói chung nó đầy đủ, ta mơ nó biết rồi đấy, đầy Coi đủ. như là nói chung là vừa riêng với Đan Mạch là cái gì mà thịt là không không được nhập đúng không ạ? Ừ. Nhưng mà Ừ.
lỡ mà thịt ông cầm ông qua chỗ nhập không anh? Thì ông cầm qua thì dễ nhập lắm. À quên, em mắc mắc em mắc, hỏi mắc. Thử coi là em... cái thằng mà cái thằng gì hồi nãy đó, anh Nguyễn Việt. À Nguyễn Việt đấy. Bảo bây giờ chú cho địa chỉ nó có dám sang không, mà bảo nó cho địa chỉ đi, chú cũng có mấy thằng đại nó ở bên Thụy Điển đó, bảo nó đến hỏi thăm xem. Phê ta mà khoái lên cả khệ. Khoái lên cả khệ nhé mà. À chú tưởng là nếu mà là ba sọc thật đó, thì cứ cho địa chỉ ở Thụy Điển này, chú cũng chả cần phải đi đâu, chú gọi điện thoại sang cho mấy đứa. Ông Việt ông ăn cá không à, tối ngày ông chỉ biết nướng cá ông ăn thôi chứ ông có biết cái gì đâu đó. Ông leo lên okay, là... kìa ông mở em đang bắt cầu thang cho ông leo lên đó, ông đu càng lên rồi đó. À chào anh nhé, chào anh, chào anh Tân Mạch. À chào chọc ông chị. Anh ở bên Tân Mạch, anh ở thành phố nào? Ở thành phố gần cái thành phố này nó gọi là thành phố Singapore, nó gần Aarhus. À gần Aarhus à, em có người nhà ở Odense, em thường hay sang Odense chơi lắm. Odense là cái chỗ cái đảo Phin, nó gọi là đảo Phin, cái chỗ đó là tôi làm 5 năm ở bên đó. À, hồi xưa thì phải qua một đi phà qua, nhưng bây giờ nó bắt tàu qua rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Tưởng là bảo là ấy, còn Việt là ở Thụy Điển này là ở đâu, chắc là nghe giọng nói này ở Malmö phải không? Không, em ở gần biên giới với Na Uy. Gần biên giới Na Uy à? Vâng. Mình cũng đi ngang nó mấy lần, tại vì mình làm công việc của mình thì nó giống như là ấy, hiện nay mình đang làm ở bên thành phố này, nó gọi là thành phố Vimby, biết không? Anh làm ở ngoài thế vậy, anh làm ở ngoài Copenhagen đúng không? Không, hiện nay đang làm ở Thụy Điển, đang làm ở gọi là Vimby. Vimby cái chỗ mà Vimby à, em biết rồi. Emmy đó ở gần đi từ đây ra đến cảng gì đây nó là khoảng 50 cái số. Vimby tức là cái thành phố mà nó sản xuất là cái phim mà cái con bé tóc đỏ ấy, không? Emmy đó. À em biết rồi. Ở Thụy Điển lâu chưa? Em lấy 30 năm rồi. Ôi trời ơi, còn ít lắm em. Đây hơn 40 năm rồi. À, hay là 40 năm rồi. Vâng, hồi xưa em còn thanh niên thì em hay sang Đan Mạch tán gái ở Odense lắm. Nhưng mà về sau bây giờ có vợ con rồi thì ít đi nữa. Chứ hồi xưa đi qua tán gái lắm. À, ôi, thì mất phong độ rồi. Ôi trời ơi, dạ. 65 dạ, tuổi, mới khai. Chỗ này chỗ kia tán, đều mẹ. Vợ thì cứ để là nha. Nhưng hồi xưa còn thanh niên nữa anh, bây giờ có vợ, có con, công việc. Năm nay bao nhiêu đi tuổi? Em năm nay sắp 50 rồi. Ôi giời ơi, còn nhỏ lắm. Đây, 65 tuổi rồi. À, anh về hưu còn làm việc làm gì nữa? Quậy mày, ta hai cái chữ về hưu ở đây kiên cữ nhá, không thích lãnh tiền xã hội nhá. Nhưng mà mình phải hưởng thụ cuộc đời chứ. Không hưởng thụ thì cứ ở đây xong về Việt Nam ăn thịt chó là hưởng thụ rồi. Chắc là năm nào anh về Việt Nam đúng không? Ăn đùi, một năm về một hồi. Bây giờ nó chỉ đi ít về, vợ nó không cho về nhiều, nó bảo đi. Tại ông có mấy con bồ hay sao mà ông về lắm thế. Nhưng mà có năm thì về không nhiều, nhưng mà 5-6 lần. Có năm thì về 2 lần. Anh là thành phần bị cấm vận đúng không? Anh không biết là cấm. Anh được, anh nói thật cho chú Việt biết là từ xưa đến giờ mà Lê Bắc này làm việc đó là không ai cấm vận được. Mẹ thậm chí ông bà già xưa chưa cấm rồi. Thích đi đâu đi đấy, một vợ, ba con, cháu nội rồi. Thích đi là đi, thích về là về. Chúc mừng anh. Ôi đây, đang làm ở đây 6 tháng trời. Đây là bây giờ hôm vừa rồi vợ hỏi chừng nào về, và 21 tôi về. Tôi về xong rồi mùng 2 tôi sang làm tiếp, rồi xong rồi tôi về tôi đặt vé về Việt Nam, có thế thôi. Anh ở đấy đi sang làm chứ khoảng 3 tiếng thì bao nhiêu? Chạy xe 3 tiếng. Ở bên này là làm cái nhà máy sữa mà, nó kêu bằng là nhà máy sữa Ala đó. Việt Nam. Ola, công ty. Cái hãng sữa lớn nhất của Thụy Điển ấy. Đấy. Hiện nay đang làm 6 tháng rồi, nhưng mà 21 tây này về, 21 tây về xong rồi mùng 2 sang làm đến khoảng 8 đến 10 tây tháng 2 mới xong. À. 7 năm tháng rồi đó. Chắc anh làm bên xây dựng hay làm bên gì? Không, anh làm bên kỹ thuật máy móc của nó. À thế à. Na Uy là làm cả mười mấy năm rồi, cũng hay đi, anh hay đi ngang qua chỗ mà biên giới Thụy Điển với Na Uy lắm. Nhưng mà anh làm ở bên Oslo hay ở chỗ nào chạy qua đây mà đâu, cái chỗ này nó là không, cái chỗ kia nó làm ở tuốc ở trên cái nhà máy cá, nó ở trên cái đua lạ lắm đi không. Tuốc miền Bắc xả lắm.
Ừ, miền Bắc. Anh siêu bạt giang hồ kinh nhờ. Ôi trời. Đi vòng quanh thế giới này 36 năm rồi. À, anh giỏi ấy. Về Việt Nam làm chuyên gia cho nhà máy sữa Việt Nam cả năm ở ngoài Hà Nội mà. À, thế vậy thì anh là thành phần năm vùng rồi. Cộng sản chính tâm chứ là vùng đéo gì nữa. Bên Đức là hàng 5 năm rồi, Pháp, Hoa Lan rồi, Tiệp Khắc, Áo đi hết rồi, Tây Ban Nha, Văn Nhũng, nói chung là đi hết, cứ đi thôi, để mà ở nhà là điên đấy. Vâng, ở bên đây nếu mà không lên gặp bạn bè nói chuyện, không mà nói chuyện với ai bên lên thì điên thật, nhưng phải là điên thật. Điên là điên. Buồn. Anh Bác ơi, anh Bác, có người hỏi anh về có cái lỗ hàng hoài không được mà nó phép. À, ừ đúng rồi, mà cũng có cái lỗ hàng hoài không được, đúng cái lỗ đó. Mẹ. Anh ông cảm ơn, ông cảm ơn. Anh vừa hàn vừa máy móc, nói chung là làm về công nghệ thực phẩm á, hiểu không? À, cái đấy phải là tay nghề cao đấy. Ok chứ không? Ừ. Anh phú hữu lên. Vâng, hồi xưa làm em cũng tầm hãng làm, nhưng mà làm ở hãng Volvo vô thì điển mà em thôi. À, vậy rồi. Mà vậy mà ông Việt ra dám nói là anh Bắc làm ở khâu vắt sữa. Chứ hàng gì đâu, hàng gì đâu. Anh mà làm vắt sữa thì mẹ bò nó chết hết. Mà thằng Thiếu Quang nó toàn là cười đều thôi. Khi nào mà anh thời gian anh rảnh thì chạy lên cho em chơi, em ở Costa này. À ừ, thì đại khái như là hồi xưa anh hay sang bên Rooster Boy với cả bên chỗ Hamster chơi lắm, bên Man Mới này, tại vì hồi xưa có mấy anh đệ bên đó thì thanh niên mà, lúc đó đi chơi nhiều mấy anh đệ đấy. Nhưng bây giờ thì nói chung là đứa nào thì nó cũng có gia đình hết rồi. Hồi xưa thì có phà chạy ngang qua đấy thôi, nhưng bây giờ nó không có phà nữa, bây giờ ít xe chạy quá, nó chặn cầu hết, phà nó ít chặn. À, rồi bây giờ do giá nhiên liệu nó tăng hay sao anh Nguyễn Việt? Giá bên rượu lúc nào thì điền đấy, ôi trời đừng có nói bia rượu thì điền này, mẹ nó. Cái bọn nó luôn hơn, nó bảo chơi cộng sản thì mẹ nó mất 10 cộng sản, mẹ nó biết đúng rồi, nó hốc bia nhiều tăng lên. Anh sang đây đó, anh mà muốn anh đi làm là mỗi một lần về đó là hôm vừa rồi về là chở mấy kết bia sang, rồi mua rượu đỏ, rượu điếc, các cái whisky rồi sang. Tại vì bên Thụy Điển này, cái bia mà nó bán hơn 3,5% thì nó bán trong siêu thị, còn các cái chỗ đó khác là phải đi đến cái chỗ nó gọi là System Polak để mua. Vâng. Đến tiệm rượu mới bán. Chứ không phải là mua ở siêu thị giống như bên Đan Mạch. Bên Đan Mạch cái siêu thị nhỏ nhỏ bán được bia rượu, nhưng bên đây không có. Đúng. Đấy, bây giờ có thêm Việt nó lên này, Thế Quang đã anh nói bữa trước thấy không? Mẹ nó buồn lắm, mẹ tuyết rơi đấy, chán lắm. Tức là nói chung là nó thê thảm lắm. Chứ nếu mà nói ở đây thì đấy hỏi Việt chỉ có đi làm, đi cày, thế thôi. Chả biết làm gì. Thế đúng rồi, đi làm đi cày rảnh rỗi là nếu mà có tiền thì đi du lịch, không thì về Việt Nam hãng hết thôi chứ làm gì. Còn bạn bè nó mà muốn gặp nhau thì cuối tuần có rảnh thì hẹn gặp được thôi, chứ còn nếu bình thường thì ngày ai cũng có công ăn việc làm, khó lắm. Ủa, anh bác muốn về cho em hỏi cái, tức là hiện tại hai anh đang ở Thụy Điển nè. Ừ. Nhưng mà ý là khoảng cách nhau á nó xa không? Xa, từ chỗ anh đang làm này lên chỗ Việt gần biên giới của Na Uy anh biết đấy. Thì chỗ đó cái hàng 5 tiếng hơi xa. Lái xe khoảng 5 tiếng. Trời ơi. Ừ. 5 tiếng là xa lắm á. Đó, lái khoảng 500 chưa đến 500 cây số đâu. Chưa đến. Thế nhưng mà tốc độ mà sao chạy tới 5 tiếng rồi anh? Ừ. Đó. Không, tại vì cái tốc độ bên Thụy Điển này nó khác ở bên mấy chỗ khác, tại vì nhiều cái đường ở bên Thụy Điển này nó đặt máy camera rất là sát với nhau. Chạy liên tục máy camera kinh lắm. Đúng rồi, nó chụp hình lên, chụp hình mà nó tóm phát là coi như xong, hết phim. Nhiều lúc lái xe lái nhanh ngủ gật, camera ở chỗ nào không nhớ, xong mẹ phạt liên tục, em nó bị vợ em đúng rồi kinh lắm. Mẹ ông trả tiền ngu một năm bao nhiêu tiền? Đúng rồi đấy, bên này nó gọi trả tiền nó tiền ngu đấy. Thứ nhất là tiền tiền phạt tốc độ, thứ hai là tiền bãi đậu xe đậu bậy mà bị phạt á. Mẹ đúng vậy mà đậu xe. Vậy mà ông cầm ông đòi mua mô tô qua đó chạy nó. Ông mua cái cục kích thì ông còn mua tô. Hôm nọ ông bảo đòi mua trước thì ở bên Việt Nam ấy, cười quá trời. Ủa mà Việt Nam ở Việt Nam là ở đâu? Em ở Thiên Nhiên Quảng Ninh anh. Bây giờ đi xe về nhà em khoảng 3 tiếng. Vừa rồi em vừa anh về thôi. Này, anh có mấy thằng thằng đệ ở bên Hòa Lan, nó là toàn lân Quảng Ninh, Hải Phòng không? À.
Đấy, cái thằng mà hồi đấy anh bảo là nó mới gọi điện thoại, hai vợ chồng nó gọi điện thoại là 14 tháng 1 này nó về này, của Linh này. À. Bây giờ ừ, có đường, đường, đường bây giờ có đường cao tốc từ từ Hà Nội về nhà em chưa đến 3 tiếng này. Thì hôm trước anh có đi ra Quảng Ninh chơi mà, anh có về 5 giờ, anh có về. Anh về lâu chơi. Chưa? Mới tháng 3 vừa rồi. À thế em về tháng em về tháng 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 9. Cuối tháng 2 này về nữa này, làm xong cái hợp đồng ở đây xong là về phát là mẹ bốc vé cuối tháng 2 về chơi tiếp. Em đặt vé tháng, tháng để bên này cuối tháng 4, cuối tháng 4 tháng tháng 4 đầu tháng 5 là em về Việt Nam đi Thái Lan luôn. À. Chứ còn mẹ bên này thì thứ nhất là cày, thứ hai đi du lịch, mà đi du lịch ở đây thì châu Âu thì chỗ nào nó cũng thế thôi. Còn về Việt Nam mình đi thì nước Việt Nam mình rộng thì đi chỗ này chỗ kia rồi ăn uống cái này cái kia. Không phải đâu, thứ nhất là mình về Việt Nam ấy, mình đi ăn uống cái không khí Việt Nam, mình biết nói tiếng Việt Nam, mình ăn đồ Việt Nam kiểu gì nó vẫn vui hơn là những nước khác. Đúng rồi. Mình được sống trên cái đất nước quê hương của mình. Thế ừ. Nó là cái hay là cái chỗ đấy. Chứ đâu phải là mình đi tìm ăn đâu, mình đi tìm cái không khí, hiểu không? Đi về đúng mình rồi, được nói tiếng đùa, nói vui, nói tiếng Việt nó sướng, hiểu không? Thằng con anh nó để bên này. Nó về Việt Nam nó làm, nó mới trở lại Đan Mạch hồi tháng 4 vừa rồi này. Nó làm bên đấy gần 4 năm mấy, nó về nó bảo là con thì bắt ghế ra ngoài trước, còn ngồi thấy người ta còn thấy vui rồi. Em thích uống bia và vỉa hè, người cứ tấp nập vui, không khí thích, hiểu không? Ừ. Bên này chán năm, mấy chục năm rồi, anh là 41 năm rồi. Chán năm. Ờ, thế là anh là, con anh lớn hết rồi, thế về Việt Nam sống được rồi, chắc là anh có nhà Việt Nam rồi. Thì có rồi, thế nhưng mà thằng con anh là anh sang đây là 14 ngày là sang thằng đầu tiên đấy, cho nên là nó năm nay nó 41 này, rồi thằng thiết kế thứ nhì là 40, thằng út là 32, ba thằng. Sướng quá. Ừ. Con làm gì thôi bây giờ bà. Một thằng đang học cảnh sát, một đứa đang học bác sĩ năm đầu tiên, ui còn lâu lắm. Đúng rồi, bác sĩ 7 năm. Mất công. Kém lắm. À, ông gặp anh Bắc là ông tắt đài là tắt điện rồi Trung ơi. Ông gặp anh Bắc là ông tắt đài. À, ông cảm anh. Gặp anh Bắc là lâu dính ho. Không. Ông đâu ngộ ngoài người... chọt chọt đồ ghê lắm. Những người sống xa quê hương như anh em mình nói thật. Việt Nam như nào thì ai mà không biết rồi, mình có nói xấu rồi nó thừa ra cũng chả giải quyết được cái gì mà nói thật. Rồi. Mình là người Việt Nam, anh có công nhận không? Em anh thì không biết như nào, riêng em ấy, bạn bè mình trước khi nó hỏi nó mà chưa biết mình ấy. Cái câu đầu tiên nó hỏi là mày là người gì, là mình phải nói là người Việt Nam. Xong câu thứ hai là nó dồn tiếp rồi nó bảo đã lâu rồi mày chưa về Việt Nam chưa? Đấy, hai câu chúng ta cũng phải đi đôi với nhau. Cho nên mình phải biết là con người của mình, cái cội nguồn của mình, cái tình yêu quê hương của mình mà không có là không làm được cái gì trên đời. Em nói thật, con người hai cái này mà không có, không đi đâu mình mà không ngừng cao đầu lên thế là mình sẽ không bao giờ thành công được một cái gì. Em nói thật, tại vì hồi xưa đó, Việt biết không, anh mới sang đây được khoảng chừng mấy tháng, lúc còn đang đi học, anh đến cái thành phố mà hồi nãy nói em là thành phố Aarhus đó. Mà lúc đó là anh đang đi siêu thị mà mình mới sang đi là giải quyết được của lạc mẹ này. Thì mình thấy bốn người trong một gia đình đang đứng nói tiếng Việt. Nói tiếng Việt. Thế xong mình mới đến mình hỏi đường. Bắt đầu nó trả lời mình bằng tiếng Đan Mạch, nó bảo là nó đã phải được Việt Nam. Đó. Thế xong rồi mình đang đi chung với hàng bạn. Thế anh mới đứng anh bảo đi mày cứ lôi của mẹ mày ra mày chửi má nó đi là nó nói tiếng Việt à. Xong cái anh mới đủ má nó, bắt đầu nó mới quay qua nó hỏi anh chứ anh chửi ai vậy, sao mà tao chửi đi mẹ thằng nào mà nó người Việt Nam, bảo đéo người Việt Nam mà người Việt Nam đã làm gì cho mày xấu mà mày phải đến nỗi xấu hổ đến mức độ mày không phải nhận người Việt Nam đó. Nó chửi nó ra miệng, bảo nó bảo bây giờ ông bây giờ mày muốn gì thì mẹ mày muốn gì, mày muốn gì là bố mày chiều mày hết, mẹ mày lôi ra. Thế là nó đuổi nó đi. Thằng bạn bảo đi là mày vẫn còn nóng quá, bảo đi mới sang mà mẹ dòng máu anh hùng vẫn đang còn. Nói một phát nữa đi mẹ mày, cái mỏ mày nó ăn trầu vay mẹ cái thằng điên. Tại vì nói như em á, cho nên là anh mới nói cho Việt nghe là
hồi xưa anh sanh mấy đứa con bên này, nó nói anh là đặt tiếng Tây tiếng Đức, anh bảo không, đéo đặt tiếng Tây, địt mẹ đặt tiếng Việt. Nó bảo tại vì con mày nó đi học nó sẽ có vấn đề, mà chết mày gọi trên tao trên Bắc sẽ có vấn đề không? Nó bảo không, mà không chết cái mẹ tao, mặc đéo nó phải đặt tiếng Tây một vấn đề. 30 năm sau con tao nó nói tiếng Tây giỏi hơn tiếng Việt. Thích. Nhưng mà bọn mày, con mày nhìn vào tóc con tao, nó vẫn mày vẫn nói con tao là người nước ngoài, đéo phải người ta mày. Tội đéo tao phải đặt tên Tây. Đấy. Cho nên là nói chung anh thì ấy, anh dạy con bằng tiếng Việt. Mà về nhà cấm tuyệt đối không được nói tiếng Tây. Nói chuyện với tao với mẹ mày là phải nói bằng tiếng Việt. Còn nếu mà nói tiếng Tây thì mẹ mày không nói. Còn nói chuyện với mai mốt mày nói chuyện ông bà nội, ông bà ngoại mày thì tao. Thế cho nên là không được nói tiếng Việt. Còn các con nói chuyện với nhau muốn nói tiếng gì thì nói, kệ ba không quan tâm. Cho nên là con anh thì tiếng Việt giỏi, nói chuyện được, ok. Nhưng mà có em thì này... con em thì cũng khó nói lắm, tại vì ở đây ít người Việt Nam, không có người Việt Nam, mỗi mình em là người Việt Nam thôi. Em cũng gần gần như cái đường lối như của anh, tức là về không, đây là không. Chỉ có tiếng Việt Nam thôi, mày cũng nói tiếng Thụy Điển, tao nói tiếng anh, Việt Nam. Anh nói cho Việt nghe, mỗi một cái gia đình, mỗi hoàn cảnh, anh không có trách những người mà ở nhà giao tiếp với con bằng tiếng ngoài, cái đó anh không trách. Thế nhưng mà có một số người, người ta dạy con không nói tiếng Việt, nhưng mà người ta lại đầu độc nó là nó không còn nhớ quê hương đất nước của nó đâu nữa, em hiểu không? Đấy, những người, nó những, theo... những người họ nó có bình thường anh, không bình thường thì họ không đấy thường. Chứ còn ví dụ bảo là mỗi một cái gia đình mỗi hoàn cảnh, ví dụ cái thằng cháu anh ấy nó bảo là nó không ấy được con nó bằng tiếng Việt này cái nó, thì cái chuyện nó chuyện của tụi bay, con tao là cái chuyện khác. Đấy, cho nên là bởi con bé cháu nội anh nó 4 tuổi thôi, mẹ nói tiếng Việt mẹ như sói, họ nói như gió đấy, mà cũng đẹp ở bên đây. Mà nói thật nhé, bây giờ ví dụ anh em mình ra đường nhé, mà cái thằng bạn nào hay là cái thằng nào ấy, nó có con hay có cháu, mà con cháu của nó nói tiếng, nó làm gì không biết, nhưng mà nó nói tiếng Việt nhất là giỏi, là mình nhất là nể. Đấy, nể chứ. Em là em như thế, không cần biết mày làm cái gì mà thành công hay không, mà nói cái con là... mày hay cháu mày mà nói tiếng Việt nhất là giỏi thì mình nhất là nể, thành phần đấy. Chứ bây giờ mà nói tiếng Đức, tiếng Pháp, tiếng này, tiếng kia giỏi thì vẫn đi hết, nhưng mà riêng mà nói tiếng Việt giỏi đấy mình là tầm trọng. Nào anh mời em sang gia đình anh chơi, em không nghĩ là em vào một gia đình Tây ở bên nước ngoài đâu. Anh hồi xưa anh dạy con anh ra ngoài đường con gặp các bác các chú hay các chị, ví dụ chú mà có họ nói tiếng Đan Mạch, nó hỏi bố mày có nhà không hay gì không, không bao giờ tụi nó trả lời bằng tiếng Tây mà trả lời bằng tiếng Việt là thưa chú ba con có nhà, ví dụ vậy. Đặc biệt con anh ở ngoài đường, cho nên là không bao giờ mà ai mà nói